Rồi, bữa nay mình chế cái giảm tốc cho máy xăng nha các bạn. Mình sử dụng cái nhôm của xe máy nè, nhôm cũ gắn vô cốt này. Con này này. Đây, con này là cái dĩa xe máy nè. Cái mặt loa này là kết nối với lắp. Rồi để mình gắn vô các bạn coi nè. Rồi mình mới gắp vô nha các bạn. Câu ở đây này là để mình bắt vô cái đuôi tôm nha. Rồi để mình giật máy cho các bạn coi nha. Ok nha các bạn. Để mình làm cái đế cao lên đây, mình bắt vô cái đuôi tôm rồi mình quay cho các bạn coi nha.